Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10 rồi và chúng ta đã gần kết thúc tháng 10 Chỉ còn duy nhất phiên giao dịch ngày mai thôi là chúng ta đã kết thúc tháng 10 rồi Và chúng ta thấy là đến thời điểm này ha anh chị Thì chúng ta vẫn chưa có được một nụ cười Đầu tháng 10 thì thị trường ở đâu đó cái vùng khoảng 1290 và đến bây giờ cuối gần cuối tháng 10 rồi thì thị trường nó mới chỉ quanh quẩn cái vùng khoảng 1258 1260 thôi. Ngày hôm nay có những thời điểm thị trường lên đến khoảng 1265 nhưng mà cuối phiên thì đóng cửa 1258. Vậy thì khi mà một sự kỳ vọng trong tháng 10 nó đã đem đến một sự thất vọng. Thất vọng không phải là chỗ thua lỗ mà là thất vọng là chỗ chúng ta kỳ vọng thị trường vượt 1300 nhưng đến thời điểm này vẫn đang lình sinh tích lũy, chưa thấy một cái dấu hiệu gì tích cực cho giai đoạn tới. Vậy thì liệu rằng trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 vào ngày mai, nụ cười có nở muộn hay không, anh chị ha? Dĩ nhiên nếu mà kỳ vọng một phiên tăng mạnh bùng nổ trong ngày mai thì nó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên một phiên tăng trở lại để chúng ta có thể mỉm cười với nhau một nụ cười nhẹ nhàng thì cũng có thể điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày mai. Vậy thì Tùng sẽ phân tích cho anh chị về video à, nội dung ngày hôm nay để anh chị có thể à, có những cái kế hoạch giao dịch trong phiên ngày mai, à, cái ngày cuối cùng của tháng 10 ha. Ok, cả nhà đang theo dõi thì cho Tùng xin một like, một chia sẻ. Ngoài ra thì kết thúc video anh chị đừng quên thả tim hoặc là để lại bình luận của anh chị ha. số điện thoại của Tùng thì vẫn là 0902 986 119. Welcome anh chị, nếu anh chị chưa có người đồng hành, À, người tư vấn à, yên tâm tin cậy thì anh chị nhớ gọi cho Tùng hoặc là nhắn tin Zalo và đồng thời mở tài khoản tại SI theo ID là 2758 cả nhà có thể mở điện thoại ra quét trực tiếp à, qr code ngay bên dưới này để chúng ta mở luôn tài khoản nhé hoặc là nếu anh chị đã có sẵn tài khoản SI rồi thì có thể chuyển về ID 2758 ngoài ra thì bên Gem là à, một bên à, cung cấp vaccine tỷ lệ cao À, cơ sở thì họ cung cấp margin lên đến 28, tức là bỏ 200 triệu có thể giao dịch tối đa là 1 tỷ. Phái sinh thì chỉ có 4 triệu cho một hợp đồng phái sinh thôi. Thì cả nhà có thể mở tài khoản theo ID là BR8351 hoặc nếu có sẵn à, tài khoản rồi thì chuyển ID về đồng hành cùng với Tùng ha. Ok. Vậy thì à, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay luôn. Hôm nay chúng ta thấy là thị trường à, test nhẹ. À, hôm nay thì à, nhóm viên 30 thì à, giảm nhẹ hơn so với VN index VN Index giảm 3,1 điểm, đóng cửa 1258.6. VN30 thì chỉ giảm có 1,9 điểm và đóng cửa 1333.8. Hôm nay số lượng cổ phiếu giảm thì nhiều hơn. 210 mà giảm và chỉ có 163 mà tăng thôi. Các cổ phiếu tác động theo chiều hướng tăng thì chúng ta có Techcombank, Sacombank, BID, HVN, VIB, FPT, Novaland, SHIB, ở chiều giảm chúng ta thấy tội đồ lớn nhất chính là Vinhome trong phiên ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta có Vietcombank, Vinamilk, CTG, GVR, PGV và Thế giới di động. À, về khối ngoại hôm nay họ bán ròng nhưng mà bán nhẹ. So với phiên ngày hôm qua thì hôm nay chúng ta nhìn có vẻ như là rất ít ha anh chị. Chỉ có bán khoảng gần 150 tỷ. Bán nhiều nhất là Maxan, Sacom, Vinhome, SSI. Ở chiều mua là VPBank, Techcombank và FPT về tự doanh thì chưa có thống kê tuy nhiên ngày hôm qua à hình như tự doanh có thống kê rồi anh chị 30 tháng 10 đây ngày hôm nay tự doanh họ quay trở lại bán rồng 101 tỷ và bán nhiều nhất là mắt san à, chiều mua thì họ mua VIP là nhiều nhất về thanh khoản thị trường thì hôm nay thậm chí sụt giảm hẳn so với phiên ngày hôm qua ngày hôm qua thì chúng ta thấy có một cái khối lượng giao dịch đột biến vào cái thời điểm sau 2 giờ và đặc biệt là ATC ha đó À, liên quan đến cổ phiếu trao tay VIP, nhưng mà ngày hôm nay thanh khoản ít hơn ngày hôm qua. Rồi, các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên thị trường, trên sàn hồ xe ngày hôm nay chúng ta có các cổ phiếu đỏ, à, thì Vinhome hôm nay giảm 3,7%, VX giảm 1,4%, MSB giảm 0,8% và Hòa Phát giảm 0,2%. Ở chiều tăng thì chúng ta có VIB tăng 1,3%, Sacombank tăng 2,2% à, Novaland thì thậm chí tăng mạnh à, đối ngược với Vinhome thì Novaland tăng 3,4% đất xanh cũng tăng 1,2% hai cổ phiếu ngân hàng là Tiên Phong Ban tăng nhẹ 0,9% và Techcombank tăng 1,1% Đối với thị trường thế giới lúc này thì chúng ta thấy đang thiên về sắc đỏ chị. Châu Á đỏ, châu Âu đỏ. Đối với Dow Jones hiện tại đang giảm 85 điểm. Đêm qua thì Dow Jones giảm 154 điểm. Đối với giá dầu hiện tại thì đang ở quanh cái vùng 68 đô, vẫn tương tự với cái mức tầm giờ này buổi tối ngày hôm qua ha. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường. Ngày hôm qua thì Tùng có làm cái video gửi đến cho anh chị đó là cái cơ hội giảm trong ngày hôm nay. Thì hôm nay thị trường đã đúng là đã giảm, tuy nhiên mức giảm thì chưa nhiều. Hôm nay thị trường có giảm nhưng mà chỉ giảm vừa đủ để lấp cái gap, vừa đủ để lấp cái gap ngày hôm nay ha rồi ngày sau khi lấp cái gáp ngày hôm nay thì thị trường rút chân à, nếu mà để nói về cái kịch bản thị trường anh chị mình vẫn muốn là ngày mai tiếp tục là một phiên giảm mặc dù ngày mai là thị trường mở một cái khách sạn nếu anh chị nhìn là anh chị sẽ thấy là ngày mai thị trường bắt đầu tắt kiếm ra nó sẽ mở khách sạn Tuy nhiên cái khách sạn trong phiên ngày mai nó chỉ là khách sạn nhỏ vì vậy nếu trong trường hợp ngày mai mà thị trường tiếp tục giảm thì cũng có khả năng xảy ra ha Dĩ nhiên là đối với khách sạn mở ra thì nó cho một cái xác suất cao hơn ngày mai thị trường sẽ tăng Tuy nhiên chúng ta cũng không nên loại trừ cái việc là khả năng thị trường giảm trong phiên ngày mai à, nếu trong trường hợp ngày mai giảm thì mình tin rằng bắt đầu từ phiên thứ sáu cuối tuần à, tức là bước vào ngày đầu tiên của tháng à, ngày đầu tiên của tháng 11 thì uh, thị trường sẽ bắt đầu tăng chị thị trường sẽ bắt đầu tăng trở lại đó cho nên cũng tương tự ngày hôm nay thị trường giảm rồi Nhưng nếu ngày mai thị trường có giảm thì nó cũng là một cơ hội tiếp diễn Anh chị nhá Ngày hôm nay giảm thì có một số cổ phiếu chúng ta có thể đưa vào tầm ngắm hoặc là thậm chí mua được rồi đó Tuy nhiên nếu ngày mai thị trường giảm tiếp thì hoàn toàn có thể mua Có thể mua tiếp Rồi vì vậy cho nên anh chị chú ý trong trường hợp ngày mai thì nó sẽ có hai kịch bản như sau Kịch bản thứ nhất thị trường tiếp tục giảm về cái vùng 1240 cho đến 1250 thì cái vùng đó hoàn toàn là vùng mua và anh chị đừng có sợ hãi nếu thị trường giảm về đó, anh chị cứ mạnh dạn mua vào. Dĩ nhiên cái việc mua thì chúng ta sẽ ưu tiên mua T0 hàng có sẵn. Tại vì theo mình dự tính nếu trường hợp thị trường tiếp tục giảm về 1240, 1250 thì sau đó nó sẽ có một nhịp hồi đâu đó khoảng tầm ít nhất là 20 điểm hồi để quay trở lại vùng 1270. Nếu thị trường giảm thêm ha trong ngày mai thì sau đó nó sẽ hồi ít nhất là 20 điểm. Vì vậy cho nên khi thị trường hồi thì anh chị mua T0 Sau đó nó hồi lên thì anh chị sẽ bán cái phần T0 đó Thậm chí bán cơ cấu luôn cái phần hàng sản có Tại vì cái nhịp hồi sắp tới thì mình dự kiến Nó sẽ hồi được từ 3 cho đến 5 phiên Ít nhất như vậy anh chị nhé Rồi Vì vậy à, mọi người cứ ưu tiên theo thứ tự như sau Trong cái kịch bản mà thị trường giảm như vậy Thì ưu tiên thứ tự thứ nhất là mua hàng có sẵn trong danh mục T0 À, sau đó thị trường hồi 20 cho đến 30 điểm thì chúng ta bán ra cái phần hàng T0 đó ra. Rồi, thậm chí chúng ta sẽ cơ cấu cái lượng hàng đang có sẵn nếu cổ phiếu đó rơi vào cổ phiếu anh chị đang có rơi vào cái tình trạng là cổ phiếu đang yếu giai đoạn này thì chúng ta sẽ bán cơ cấu luôn khi hồi ha. Rồi, cái trường hợp thứ hai nếu anh chị đang có sẵn tiền, thậm chí là nhiều tiền thì chúng ta hoàn toàn có thể mua mới T cộng. Và cái nhịp T cộng này chúng ta có thể là sẽ có một cái thời gian tham minh đủ để cho chúng ta chốt lại tây cộng thì dự kiến nó sẽ hồi được từ 3 đến 5 phiên mà cho nên chúng ta có thể sẵn sàng để chốt lại đúng không đó vì vậy anh chị có thể mua và những cái nhóm mà chúng ta sẽ ưu tiên mua thứ nhất là là nhóm ngân hàng thứ hai là nhóm chứng khoán thứ ba là những cái cổ phiếu có điểm mua chọn lọc cổ phiếu và anh chị nhớ giúp mình là dù kịch bản nào thị trường xảy ra thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào cổ phiếu nếu thị trường giảm về 1240, 1250 thì chúng ta cũng nhìn vào cổ phiếu để chúng ta mua chứ không phải là mua lung tung. trừ cái việc anh chị mua T0 thôi. còn nếu mà mua mới T cộng thì chúng ta cũng phải nhìn vào cổ phiếu để chúng ta mua ha. chọn cổ phiếu cho kỹ anh chị. À, còn trong trường hợp mà thị trường nó không giảm về đó, tức là cái kịch bản tí nữa à, tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ thì chúng ta cũng phải nhìn cổ phiếu để mua chứ không phải là nhìn vào thị trường ha. thị trường nó không chỉnh nhưng nếu cổ phiếu mua được thì chúng ta cũng sẽ mua chỉ có một điều lưu ý cho anh chị là nếu thị trường mà có chỉnh á, thì nó sẽ mở ra nhiều cơ hội để cho chúng ta lựa chọn hơn thôi còn nếu thị trường không chỉnh mà phiên ngày mai tiếp tục tăng thì nó sẽ mở ra ít cơ hội để mua nhưng không phải là không có điểm mua nhá nhưng vấn đề là nếu thị trường tăng á, thì nó sẽ không mở ra cơ hội mua T0 cho anh chị tại vì khi tăng thì chúng ta sẽ không ưu tiên mua T0 đó và lúc đó thì nó sẽ mở ra một số cơ hội mua T cộng thôi nhưng nó sẽ không nhiều rồi như vậy thì đó là chúng ta nói nhấn mạnh cho anh chị về cái việc chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu. Rồi vậy thì cái kịch bản thứ hai đó là cái kịch bản mà ngày mai thị trường sẽ quay trở lại là một cái nến xanh. Thì có thể sắp tới nó sẽ là phiên xanh, phiên đỏ, phiên xanh, phiên đỏ và từ từ nó sẽ tiến lên để quay trở lại chinh phục cái vùng quanh 1274 thậm chí là 1280. Đó và khi thị trường hồi lên những cái vùng như vậy thì anh chị chú ý giúp Tùng là hồi là để chúng ta cơ cấu. Những cái cổ phiếu nào mà chúng ta có vị thế trung dài hạn tốt, anh chị muốn nắm giữ, anh chị hoàn toàn có thể nắm giữ. Nhưng nếu các cổ phiếu nó là thuộc cổ phiếu thuộc nhóm yếu hoặc là đã gãy hỗ trợ ngắn hạn, thì khi hồi chúng ta phải nghĩ đến việc cơ cấu nha. Nói chung là anh chị nhớ giúp mình là tập trung vào cổ phiếu để hành động. Đừng quan tâm đến quá nhiều yếu tố thị trường chung ở giai đoạn này. Đó, mọi người nhớ giúp mình nha. Rồi, À, vậy thì cái vấn đề thị trường chung à, mình sẽ không nói nhiều nhưng nếu mà xét trên cái góc cạnh à, số đông lúc này á thì nếu phiên ngày mai mà thị trường giảm thì nó tốt cho cả hai nhóm đối tượng nếu anh chị đang có hàng anh chị vào mua t0 vẫn ok anh chị nào đang có tiền anh chị mua mới t cộng vẫn ok thì nó đều tốt cho tất cả cho nên chị lưu ý nếu trường hợp thị trường nó xảy ra một cái cú bán tạo ra một cái sự hoảng loạn thì chúng ta cứ mạnh dạn mua thêm vào và À, nhớ là mua t không thì bán t không mua T cộng thì chờ hàng về để bán chốt lời T cộng đó và tuyệt đối nếu cái kịch bản nó xảy ra thì chúng ta đừng có bán tháo hoảng loạn nhé đừng bán tháo hoảng loạn mà phải chờ hồi rồi còn cái trường hợp thứ hai đó là nếu thị trường đi theo kịch bản tăng thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ chờ tăng để cơ cấu rồi anh chị à, có thể nhìn ở trên chỉ số tâm lý lúc này chúng ta thấy tiếp tục phiên hôm nay chỉ số tâm lý đi ngang cho nên thường những cái lúc mà thị trường nó muốn tạo đáy á, đôi khi nó phải tạo ra một cái sự hoảng loạn. Vì vậy cho nên mình mới để ngỏ cái khả năng là có thể thị trường nó vẫn giảm thêm vào phiên ngày mai là chuyện bình thường. Nếu mà phiên ngày mai giảm thì cái chỉ số tâm lý này nó sẽ rơi vào cái vùng mà hoang mang, hoảng loạn, à, cực kỳ lo lắng và nhà đầu tư sẽ chửi thị trường rất nhiều, thậm chí là nhiều người sẽ cắt lỗ, rời bỏ thị trường ha. thì những cái vùng mà thị trường nó hoảng loạn như vậy lại là cái vùng mua rất tốt anh chị nhé giống như giai đoạn tàu đáy trước đây đó vì vậy cho nên chúng ta nhớ rằng nếu trong trường hợp kịch bản giảm xảy ra vào phiên ngày mai thì chúng ta không được hoảng loạn bán tháo mà phải chờ hồi để bán nếu anh chị không muốn mua t0 anh chị không muốn mua t cộng cũng được nhưng anh chị sẽ chờ hồi để bán ra đừng có bán cái lúc giảm nha rồi còn xác à, suất ngày mai giảm hay là tăng thì à, nó nhịn hơn một chút về xác suất tăng nhịn hơn một chút về xác suất tăng theo mình đánh giá ngày mai cái kịch bản giảm thì nó rơi vào khoảng 40% kịch bản tăng ngày mai nó là 60% dĩ nhiên nếu kịch bản giảm xảy ra thì đó là cơ hội để cho à, nhiều người ha t0 t cộng còn nếu kịch bản tăng xác à, suất tăng ngày mai là 60% thì với kịch bản đó thì nó sẽ không có những cái điểm mua t0 và nó sẽ không có quá nhiều điểm mua t cộng anh chị nhớ nhá rồi đó là những cái kịch bản mà mình muốn chia sẻ với anh chị thời điểm này về phía mình thì mình cũng đang à, có một cái nhận định khách quan như vậy chưa có thiên hướng à, về cái hướng nào tuy nhiên nếu mà ngày mai thị trường đi theo cái xác suất cao hơn đó là hơn 60% sẽ tăng thì nếu như vậy thì cái phiên cuối tháng cuối tháng 10 ha chúng ta sẽ có một cái phiên mà gọi là nụ cười à, nở muộn Nở muộn nhưng mà cũng chưa có tượng tươi cho lắm thì hy vọng là phiên à, cuối tháng 10 thị trường nó cũng sẽ nở muộn nhưng mà vẫn giúp cho chúng ta cười, cười nhẹ nhàng để bước sang tháng 11 chúng ta có những cái tiền đề chuẩn bị cho một cái cú bứt tốc của thị trường trong tháng 11 anh chị nhé. Đó, dĩ nhiên là thị trường nó sẽ chưa bứt ngay được. Mà nếu trong trường hợp tăng thì lên những cái vùng quanh 1270, 1280 thị trường cũng sẽ cần phải tích lũy lại anh chị. Nó sẽ phải cần tích lũy lại, chưa tăng ngay được. Rồi, đó là những cái chia sẻ góc nhìn cho anh chị ha. Vì vậy lúc này chúng ta cũng đừng kỳ vọng quá về việc thị trường sẽ tăng quá mạnh mẽ trong giai đoạn tới, bước sang tháng 11 nó chưa tăng ngay được đâu. Đó, nếu hồi phục tốt thì sau đó nó còn phải tích lũy lại, tích lũy lại để tránh những cái rủi ro sau này anh chị ha. Rồi. Vậy thì anh chị nhớ giúp mình là thị trường này dù nó đi theo kịch bản nào chúng ta cũng tập trung vào cổ phiếu để xử lý, tập trung vào cổ phiếu để xử lý để hành động và nếu mà mua T0 hoặc là T+ thì chúng ta cũng đều ưu tiên mua khi cổ phiếu điều chỉnh và có giá đỏ và bán khi cổ phiếu tăng xanh hoặc tăng tím. Đó, tăng xanh hoặc tăng tím hoặc là tăng 1 2 3 cây là chúng ta bắt đầu nghĩ đến phương án chốt lại là được rồi anh chị nhá. Đó, giai đoạn này nó sẽ không cổ phiếu nó sẽ không tăng quá nhiều, tăng 5 10% là thường sau đó nó sẽ quay trở lại điều chỉnh hết. Cho nên nếu chúng ta không chốt lại sớm thì có thể chúng ta lại mất lãi thậm chí không những mất lại mà lại quay trở lại thua lỗ ha. Cho nên chúng ta phải chọn lọc cổ phiếu có điểm mua và sẽ mang cái tâm thế là đánh ngắn vào nhanh ra nhanh và hạn chế sử dụng full mặt in giai đoạn này nhé. Rồi, ok. Đó là nói về thị trường. À, mình cũng điểm qua một số cổ phiếu để cho anh chị có thể xem xét. Cái nhóm ngân hàng thì vẫn là cái nhóm mà đang hot lúc này ha. Thì Vì vậy cho nên à, mình sẽ chia sẻ một số các cổ phiếu có điểm mua cho anh chị trong ngày mai nếu ngày mai nè ACB một lần nữa mà nó test về cái hỗ trợ giao găm quanh khu vực 24.8 anh chị hoàn toàn có thể mua được tại vì cái vùng này là cái vùng mà mình nói anh chị mua rồi đó nếu nó rơi về 24.8 chị hoàn toàn có thể mua được nhá những cái vùng mà chúng ta đã vẽ cái vùng mua ở đây rồi ha tiếp theo hoặc là anh chị có thể xem xét trong phiên coi coi nó về đến đó thì tốt không về đến đó thì anh chị mua cao hơn chút à MBB cũng tương tự, đấy ngày hôm nay nó cũng test lại 24.7 thì thực chất là hỗ trợ 24.5 cho nên những cái vùng tiệm cận gần gần 24.5, ngày mai nếu nó quay lại thì anh chị cũng hoàn toàn có thể tiếp tục mua được. Rồi một cổ phiếu nữa đó là MSB. À hỗ trợ là khoảng 11.8, 11.9, đó ngày mai thì nó quay về gần đó hoặc là thậm chí quanh giá 12 thì anh chị cũng mua được. Ngày hôm nay trong livestream ba anh em buổi trưa thì tụi mình cũng có đưa ra MSB là một cổ phiếu khuyến nghị anh chị xem xét mua vào đúng không? Đó trong livestream buổi trưa hôm nay thì ngày mai nếu nó giảm thêm anh chị cũng hoàn toàn mua được. Rồi, một cổ phiếu của nhóm ngân hàng và cổ phiếu mình rất thích giai đoạn gần đây đó là VAB, ngày hôm qua nó tăng mạnh, hôm nay tiếp tục tăng 1,3%. Thì nếu ngày mai VAB nó lại test lại cái vùng quanh 11.10 quanh 18.6 anh chị cũng hoàn toàn có thể mua được tiếp nếu nó test về những cái vùng hỗ trợ trở lại một lần nữa, chúng ta mua được ha. Rồi, hoặc là một cổ phiếu mà sau khi kéo tăng và nó đã giảm về đây 3 cây thì đối với cổ phiếu Esimban chúng ta cũng hoàn toàn mua được. Nếu ngày mai nó tiếp tục rơi về cái vùng hỗ trợ 19 cho đến 19.2. <laughs> anh chị nào thích thì anh chị mua cao hơn 19.5 nhưng nếu mà an toàn hơn thì sẽ là cái vùng từ 19 đến 19.2. Đó, thậm chí là 18.5 vì vậy anh chị nhớ giúp mình giai đoạn này chúng ta sẽ không vội vàng mua full hàng ha anh chị nên chia vốn ra để mua ví dụ cái vùng 182 1 18, à, sorry anh chị 192 195 anh chị mua trước một phần và giữ một phần tiền đề phòng nếu trường hợp cổ phiếu nó yếu hơn nó đạp về 18 năm anh chị có thể nhồi full hàng ở cái vùng 18 năm đó AB cũng là một cổ phiếu mà có thể xem xét mua trong ngày mai ha đó 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 là một số các cổ phiếu ngân hàng à, bất động sản thì mình thấy là bất động sản thì có vinhome vinhome thì nó về cái vùng này rồi nhưng ngày mai có thể nó sẽ lún sâu hơn đó có thể lún sâu hơn thì chưa biết lún sâu hơn hay không thì anh chị có thể theo dõi nếu sáng ngày mai nó lún về cái vùng khoảng tầm ba chín thì anh chị hoàn toàn có thể mở mua ba chín nếu trong trường hợp ngày mai mà nó không lún về sâu hơn và bắt đầu phiên chiều nó kéo vượt trở lại trên 41.3 thì anh chị có thể mua cao hơn một chút ở vùng 41.x nha nhưng vẫn nên ưu tiên mua ở bên dưới càng rẻ càng tốt mà đúng không à, một kiểu như là trả giá thôi cho nên nếu sáng mai nó giảm thêm thì chúng ta hoàn toàn có thể mua với giá rẻ hơn và anh chị lưu ý là vẫn là cái view vào nhanh ra nhanh ha không phải là dạng mua để nắm giữ đó trước mắt thì mua xong chúng ta sẽ kỳ vọng cổ phiếu này nó sẽ quay lại 44 đó rồi sau đó chúng ta sẽ tính sau trước mắt là view ngắn như vậy rồi nhóm bất động sản chúng ta còn có những cái cổ phiếu khác như là HDC thì hôm nay hồi nhẹ nhưng mà thực ra mình không thấy có điểm mua đẹp đối với cổ phiếu này nữa đó. nếu mà anh chị nào có hàng thì chú ý ngày mai HDC mà nó vượt được trên 26.5 thì tốt cho cổ phiếu này nhưng mà điểm mua thì chúng ta sẽ không còn đẹp đó. nếu anh chị muốn mua thì cũng có thể xem xét nếu nếu mà phiên chiều á, phiên chiều mai mà HDC nó vượt trở lại được trên 26 năm thì anh chị có thể mua, nhưng mà nên view t cộng thôi, tức là mua và đến tuần sau chúng ta cũng vẫn sẽ xem xét bán. Mình thì cũng sẽ không hứng thú với HDC cái cái lúc này nữa. Đoạn này bất động sản thì mình thấy Vinhome nó sẽ ok hơn, tại vì nó vừa mới có một cái vùng chiết khấu tương đối tốt. Rồi. À, những cái con khác như DG thì vẫn là cái chiến lược nếu mà mua thì phải chấp nhận là thủng đáy thì bán à, ví dụ như Vinhome đáy là 20 hiện tại 20.5 thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được nhưng nếu thủng đáy 20 thì chúng ta phải phải cắt nó tự tựa như con Novaland anh chị đúng không những phiên vừa rồi thì mình cũng khuyến nghị anh chị là à, mua gần đáy đối với Novaland cũng được à, nếu trường hợp xấu hơn nó thủng đáy thì phải cắt và hôm nay Novaland nó cũng đi lên Tuy nhiên anh chị nhớ giúp mình là giai đoạn này á, đặc biệt là cái nhóm yếu như bất động sản á, thì nó sẽ không lên quá nhiều đâu có 50% nếu anh chị mua được à, anh chị mua được thì anh chị sẽ à, sẽ phải bán ngắn hạn sẽ nên bán chứ không phải là sẽ phải bán nếu anh chị muốn tối ưu hóa lợi nhuận ha thì nên bán thì có những cái mức lợi nhuận ngắn thôi à, đâu đó 50% là giai đoạn này là đủ để kỳ vọng rồi đừng kỳ vọng nhiều hơn tùy giai đoạn mà chúng ta sẽ kỳ vọng nhiều hơn ha đó, rồi còn những cái cổ phiếu bất động sản khác thì mình cũng chưa thấy đẹp lắm anh chị. Đâu đó có KDH thì anh chị cũng xem xét được. Nếu mà ngày mai KDH nó giữ được trên cái vùng giá 33.4 thì anh chị cũng có thể mua được để đánh một nhịp hướng về cái vùng đỉnh cũ 35 năm 36. Đánh một nhịp T cộng về đỉnh cũ này thôi. Đó, chứ còn chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều ha. Đó, nếu mà KDH anh chị thích thì cũng ok. À, Nam Long thì mặc dù là gần đây á, Nam Long nó nó rơi về cái cạnh dưới tam giác và nó ổn nhưng mà như mình nói là đối với cổ phiếu dạng này anh chị nên chờ thêm 1 đến 2 tuần nữa. chừng nào nó vượt lên trên đây thì mới mua nè đó anh chị thấy không vừa rồi mình nói là khả năng rất cao nó sẽ tạo đáy ở đây nhưng chúng ta đừng mua vội cứ để nó vận động đi lên từ từ khi nào nó lên được đến trên đây chúng ta mới mới vào hàng <laughs> rồi thì à, nhóm bất động sản thì cũng không có nhiều cổ phiếu đẹp để mua lúc này ha đất xanh thì cũng khá gần cản rồi. À, thì tóm lại là mình không thấy nhiều cơ hội. Nhóm thép, nhóm thép hiện tại thì cũng không có nhiều điểm mua. Hòa Phát thì cũng đang cần tích lũy thêm. À, Hoa Sen thì cũng đang trong giai đoạn tích lũy thêm thôi. Nam Kim thì cũng vậy. Gần như là nhóm thép thì không có điểm mua. Nhóm uh, bán lẻ, nhóm bán lẻ thì vừa rồi có nói với anh chị là Masan. À. Hôm thứ hai Masan nó rơi về vùng giá 76 là vùng mua đẹp. Thậm chí hôm nay nó tiếp tục test về một lần nữa về 76 là vùng mua đẹp. Đó, thì quanh cái vùng 76, 77 thì đều là những cái điểm mua của Masan. Đó, ngày mai mà nó vẫn có cái vùng giá này thì anh chị có thể mua tiếp. Còn những cái cổ phiếu bán lẻ khác như DG World thì nó vẫn đang lẹt đẹt ở dưới và vẫn đang rất yếu, chưa nên mua. Pet thì cũng tương tự. À, Pet thì chưa đến mức quá yếu nhưng mà chúng ta sẽ chờ nó vượt lên trên cái vùng mây trên này. Thì lúc đó chúng ta mới mua. Chấp nhận mua cao hơn một hai giá thôi. À, đâu mua cao hơn à, khoảng à, gần một giá thôi nhưng mà nó sẽ an toàn hơn à, thế giới di động thì đoạn này mình lại thấy là thế giới di động lại có điểm mua đó cho nên đoạn này anh chị có thể tạm thời nếu mà đánh nhóm bán lẻ thì anh chị chuyển hướng sang các cổ phiếu sai bự như là Masan và thế giới di động nhá đó dĩ nhiên là cũng là những cái nhịp tây cộng ngắn hạn thôi đoạn này thị trường nó chưa phù hợp để cho chúng ta nghĩ đến những cái target dài à, những cái nhóm khác À, đây như ANV nhóm thủy sản thì mình cũng có chia sẻ với anh chị nếu mà nó vượt qua được cái mốc 33.2 thì anh chị cũng có thể chú ý tham gia được trong phiên ngày mai nha. à, dĩ nhiên là mọi người nhớ đặt giúp mình cái điểm cắt lỗ nếu nó thủng cái đáy gần nhất thì chúng ta sẽ cắt à, mua giai đoạn này thì chắc chắn rủi ro nó sẽ có thì à, đối với ANV cái điểm cắt lỗ sẽ là 32.5 mua khi vượt trên 33.2 và cắt lỗ khi nó thủng 32.5 VSC cũng tương tự ha Hoàn toàn những cái vùng này có thể xem xét được Và nếu nó thủng đáy thì phải cắt này. Đó, Nếu mà anh chị muốn à, Chấp nhận, mua và chấp nhận Một phần nào đó rủi ro Thực ra rủi ro những cái cổ phiếu này không quá lớn Nếu trường hợp xấu những cái cổ phiếu này Nó giảm thì nó chỉ đâu đó từ 2 đến 3% thôi Nhưng mà nếu mà Chính xác thì anh chị có thể kiếm được Lợi nhuận khoảng đâu đó 5 7% thậm chí có thể được 10% đó, Chỉ cần cổ phiếu tăng Một phiên tím thôi với lại một cây tăng nhẹ nữa là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 10%. Cho nên nhóm thủy sản thì mình thấy là các cổ phiếu này anh chị cũng có thể xem xét trong phiên ngày mai ha. Rồi những cái nhóm khác thì hoàn toàn chưa thấy đẹp. Nhóm dầu khí thì có PLX nhưng mà PLX thì hiện tại có điểm mua đấy. Tại vì nó đang ở vùng hỗ trợ tuần nhưng mà mình thấy là con này nó hơi nặng mông. À, chỉ dành cho anh chị nào kiên nhẫn thôi nếu anh chị kiên nhẫn được thì anh chị có thể vào mua con PLX này còn các cổ phiếu dầu khí khác như ở BSR, OI rồi nhóm dầu khí thượng nguồn thì hoàn toàn là chưa thấy có điểm mua tốt lúc này rồi à, đối với đối với nhóm gì nữa anh chị đối với những cái nhóm khác ví dụ như nhóm công nghệ Nhóm công nghệ thì cái cổ phiếu mà Tùng cho anh chị mua là VGI thì nó đã đến cái mốc target 1 là 73 rồi. À, khuyến nghị mọi người chốt một phần rồi đúng không? Cái vùng target tiếp theo của chúng ta là từ 80 đến 85. Nếu trong trường hợp phiên ngày mai nó tăng tiếp thì rất cao khả năng nó sẽ về 80-85. Và cái vùng 80-85, vùng giao găm chặn trên này sẽ là cái vùng mà anh chị nên bán hết. Nên bán hết nha. Còn đối với các cổ phiếu khác của nhóm công nghệ thì mình thấy hiện giờ nó cũng không có nhiều điểm mua nữa. À, của nhóm Viettel như CTR, VTP thì không có điểm mua. Hoặc là LC. À, LC thì hôm nay cũng tăng. À. CMG nè. Nếu mà anh chị muốn mua công nghệ thì anh chị cũng có thể xem xét con CMG. Thanh khoản thì nó hơi thấp. Đó, CMG ở cái vùng này thì cũng có thể mua được. Tương tự cắt lỗ khi thủng đáy. Đúng không? Cắt lỗ khi thủng đáy những cái dạng cổ phiếu này anh chị có thể xem xét mua được hết cắt lỗ khi thùng đáy nè rồi thì cái mức cắt lỗ đâu đó nó cũng chỉ khoảng rơi vào khoảng tàu, tầm tầm ba trăm cho nên vùng giá quanh năm 1, năm hai hoàn toàn có thể mua được target thì có thể hướng về cái vùng khoảng năm bảy tuy nhiên thì CMZ uh, cmg nhịp này nó cũng đang chạy hơi chậm thì anh chị cũng sẽ phải cần một cái sự kiên nhẫn Nói chung giai đoạn này á, đối với những cái cổ phiếu mà mua và xác nhận là thủng đáy thì bán á, thì thứ nhất chúng ta phải nhớ những cái điều kiện như sau. Một là mua thì khi nó thủng đáy chúng ta cần phải bán quyết liệt và không được tiếc. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định là cái rủi ro đó nó có thể xảy ra. Anh chị nha. Thì khi mà chúng ta xác định được hai cái điều kiện đó thì chúng ta sẽ thêm một cái điều kiện thứ ba là có thể nó sẽ chậm. Đó, đôi khi cái cổ phiếu mà nó nhanh hơn như con VGI lợi nhuận 10% thì từ cái điểm mua ban đầu của mình cho mọi người mua đến bây giờ nó mất hơn 2 tuần nó mới đạt được 10%. Đó cho nên những cái cổ phiếu khác thì đôi khi anh chị cũng sẽ phải kiên nhẫn như vậy. Đó, theo cái cách là thủng đáy thì bán, còn không thủng thì thì ôm chờ có lại bán. Đó. À thua thì có thể là thua 2-3%, đúng thì có thể kiếm được khoảng 7 đến 10%. 5 đến 10% là ok. À, một số nhóm cổ phiếu như vậy ha. Còn à, đối với à, cái nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán thì à, hôm nay SI nó cũng rơi về gần cái vùng hỗ trợ rồi thì ngày mai anh chị hoàn toàn có thể mua được SI Cái vùng 25.7 cho đến 26.1 là hỗ trợ. Anh chị hoàn toàn có thể mua được. Đó. còn các cổ phiếu chứng khoán khác thì à, đây vẫn đang là những cái vùng mua thôi. Hoặc là như HCM là ngày mai rơi về khoảng 27.4 anh chị hoàn toàn có thể mua được. Phiên ngày mai là ngày thứ năm thì bắt đầu đến ngày 2 tháng 11 là refunding nó sẽ hiệu lực. Thì uh, hy vọng là tuần sau nhóm chứng khoán thì nó sẽ chưa vào sóng tăng mạnh ngay đâu anh chị, nhưng mà hy vọng là tuần sau có những cái tin ra thì nhóm này nó sẽ có những cái nhịp hồi. Thì ít nhất chúng ta mua có thể là chúng ta sẽ chốt lại T cộng được, hoặc là anh chị đang kẹp hàng thì anh chị có thể chốt lại t không được để hạ giá vốn ha. Đó. À, FTS này. Đấy nó cũng đang ở cái vùng giao găm 40.5 đến 41, vùng này anh chị hoàn toàn mua được này. BSI cũng tương tự, cũng đang ở những cái vùng hỗ trợ này. Nói chung là nhóm chứng khoán thì về cơ bản lúc này đa phần là đều đang ở vùng hỗ trợ hết đó anh chị. Đó. Thì tóm lại là đối với thị trường chung lúc này ngày mai có giảm hay không thì mình đánh giá là nó phụ thuộc vào các cổ phiếu ngân hàng. Đó. Nếu ngày mai mà ngân hàng giảm thì trong cái cách đây vài phút thì mình có điểm qua hàng loạt cổ phiếu ngân hàng ngày mai nếu thị trường giảm anh chị hoàn toàn có thể mua thêm ngân hàng ha hoặc là mua mới ngân hàng đều được hoặc là mua t không đều được đó rồi vậy thì mình chia sẻ với anh chị một số cơ hội như vậy hy vọng là cái ngày cuối tháng 10 nó sẽ thuận lợi cho anh chị đầu tư nhưng mà chú ý giúp mình là giai đoạn này chúng ta không nên mở rộng quy mô quá mức ha vẫn nên giữ một phần hàng một phần tiền để chúng ta linh động tránh những cái rủi ro không đáng có về mặt thị trường thì để thị trường giảm mạnh và kỳ xấu thì giai đoạn này nó sẽ không diễn ra ít nhất à, phải sau hai ba tuần nữa nó mới có thể diễn ra những cái nguy cơ đó còn giai đoạn này thì về mặt cơ bản thị trường sẽ ổn đó và nó sẽ có nhịp hồi trong tuần sau cho nên anh chị cứ yên tâm ha à, nhịp hồi trong cuối tuần này và tuần sau vì vậy những cái gì tùng phân tích rất kỹ rồi hy vọng là anh chị à, nắm bắt được cái kế hoạch đó để chúng ta kinh doanh cho tốt ok thì tùng à, sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây Cả nhà đừng quên nhắn tin gọi điện cho Tùng theo số điện thoại 0902 986 119 để Tùng sẽ hỗ trợ anh chị cơ cấu tài khoản, cơ cấu danh mục ha. Và nếu mọi người chưa có tài khoản SI thì có thể mở tài khoản theo ID là 2758 để về đồng hành cùng với Tùng ha. ID tại GEM là BR8351. À, mọi người lưu ý giao dịch tại GEM nó là một con dao hai lưỡi vì mặt cao. Thì chúng ta phải hết sức thận trọng trong việc giao dịch mặt anh chị nhé phải chọn lựa cổ phiếu rất kỹ, hạn chế FOMO ha. Rồi, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và ngày mai, ngày cuối tháng 10 hy vọng là nụ cười nở muộn nhưng mà nó sẽ nở đến đối với tất cả chúng ta. Cả nhà nhớ tặng cho tôi một like, một chia sẻ và đừng quên thả tim để lại bình luận sau khi kết thúc video này nhé. Bye bye. À, xin cảm ơn tất cả anh chị